Thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi được hân hạnh hầu chuyện với tiến sĩ Mai Thanh Chuyết nhân dịp ông đến tham dự buổi lễ của Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài. Thưa tiến sĩ, nhân dịp đến đây thì tiến sĩ cho biết cái cảm tưởng của tiến sĩ khi mà tham dự với Đại hội Thanh niên của Cao Đài. Thưa anh, tôi bên gia đình, tôi bên họ ngoại là cũng người cũng gốc Tây Ninh. Và trước năm 1975, chúng tôi cũng có làm việc cho Viện Đại học Cao Đài Tây Ninh. Do đó, chúng tôi có những cái mối duyên mà rất là thân tình với bà con bên Tây Ninh và đặc biệt là Viện Đại học Cao Đài. Thưa giáo sư, trong những cái tháng gần đây á, thì cái tình trạng mà của đồng bằng Cửu Long có rất nhiều cái dấu hiệu cho thấy rằng nó rất là nguy hiểm, vì cái tình trạng mà thiếu nước rồi bị ngập mặn rồi bị nhốm phèn. Vậy thì xin giáo sư cho biết, qua những nghiên cứu của giáo sư thấy cái tình trạng đó ra làm sao? Thưa anh, thì cái vấn đề của sông Cửu Long cũng như vấn đề về việc xây đập của các xứ thượng nguồn, quốc gia thượng nguồn như Trung Quốc, Thái Lan và Lào đã được chúng tôi cảnh báo, và có một cái đại hội về thế giới quốc tế với Hoa Kỳ, Campuchia và Lào từ năm 1999. Từ đó chúng tôi là thực hiện một cuốn bạch thư gửi lên tất cả các NGO, các cả quỹ hội Mekong để cảnh báo cái hiện tượng trong tương lai. Thì hơn 11 năm thì chúng ta thấy ngày hôm nay rõ ràng là cái mùa hè của năm 2010 là thể hiện một cái hệ lụy hết sức tàn khốc, đặc biệt cho đồng miền Cửu Long, đồng bằng sông Cửu Long. Thưa anh, thưa giáo sư có thể cho biết rõ hơn và chi tiết về những cái tai họa sẽ xảy ra cho nông dân cũng như là những người mà nuôi tôm, nuôi cá hoặc là trài lưới ra làm sao? Thưa anh, tai họa không sẽ xảy ra và mà đang xảy ra, đặc biệt là thường thường cái mùa khô của miền Nam Việt Nam vào giữa cuối mùa khô là tháng 4 và cuối tháng 5. Nhưng thưa anh, vào đầu tháng 4 thì có thể có trên là, theo ước tính của thống kê của Việt Nam, có trên 60.000 mẫu lúa bị khô héo và ngập mặn. Và vào giữa cuối tháng 4, nghĩa là chưa hết cái mùa khô, thì mùa nước mặn đã vào sâu lên tới cận vùng trên 120 cây số tính từ phía biển tới tận Cần Thơ và tận nơi Cần Duộc sát trên thành phố của Sài Gòn và biên Gò Công và Bến Tre. Do đó cái số lượng ruộng lúa bị phá hủy rất cao. Thưa giáo sư có thể cho biết cái tác hại của năm 2010 nó ra làm sao? Chúng tôi có thể nói một cách khẳng quyết rằng hàng năm cái mức tác hại do cái việc sông Cửu Long hạn hán. Thưa anh, sông Cửu Long trung bình với cái mức độ, với cái mùa nước lớn thì cái lưu lượng có thể lên từ 29-35.000 thước khối một giây và trung bình khoảng 9.000, và mùa khô có thể xuống 5-6.000, nhưng ngày năm nay thì có thể cái lượng chưa đầy tới 2.000 do một số đập vì hạn hán ở phân trường thượng nguồn, đặc biệt ở Trung Quốc họ đã phải trữ nước và một số đập đã hạn hán, do đó cái lượng nước không đủ để mà đẩy cái nước mặn, và chính vì lý do đó thì cái nước mặn càng ngày càng vô sâu hơn. Theo tính theo từng năm, trước năm 1975 thì vào cái mùa khô này như mùa tháng 4, tháng 5 của chúng ta thì nước mặn không vào quá khoảng 40-50 cây số, nhưng ngày hôm nay nó đã lên tới hàng trăm cây số rồi. Đó là dài. Chúng tôi tiên liệu trong năm tới cái mùa hạn hán nó sẽ cao hơn. Cái lý do mà không đủ cái lượng nước của nguồn sông Cửu Long để đuổi nước mặn trong mùa khô, việc xây dựng các đập chỉ là một trong những lý do chính. Ngoài ra, cái lý do chúng tôi muốn nói là cái lý do của cái việc phá rừng. Thưa anh, cái rừng là một cái vùng mà rất tốt cho thiên nhiên tự điều chỉnh lấy. Trong cái mùa nước lớn
rễ cây và lớp đất thịt ở trên đã giữ ngậm nước để giữ vững, và khi mùa khô họ đã điều tiết rừng, đã điều tiết nước để có đủ cái lượng nước tối thiểu để đẩy, để đuổi mặn. Nhưng ngày hôm nay rừng đã bị phá, lớp đất thịt đã bị phá, do đó nước không thể trữ lại dưới lòng đất trong cái mùa mưa. Và dĩ nhiên trong cái mùa khô thì hoàn toàn khô hạn. Chính vì lý do đó rừng, việc phá rừng góp vào một phần không nhỏ trong cái việc hạn hán trong những cái hệ lụy của sông Cửu Long, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta ngày hôm nay, thưa anh. Thưa giáo sư, cái sự tác hại đó nó sẽ ảnh hưởng cho bao nhiêu triệu người Việt Nam? Dạ thưa anh, đặc biệt nếu tính cho cái vùng đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam thì hiện nay cái dân số khoảng là từ 25 tới 27 triệu người, thưa anh. Cái điều đáng đau buồn là cái vùng đồng bằng sông Cửu Long là một cái vùng, một cái vựa lúa cho khắp nước, một cái vùng mà hàng năm cung cấp cho từ 5 triệu tới 6 triệu tấn lúa để Việt Nam có khả năng xuất cảng ra khắp thế giới. Nhưng ngày hôm nay cái người dân đồng bằng sông Cửu Long họ không còn có cái khả năng ăn cái hột gạo do chính họ trồng trọt, mà phải ăn cái gạo nhập cảng lậu từ Campuchia, nhập cảng lậu từ Thái Lan. Đó là một trong những cái nghịch lý của đồng bào ở đồng bằng sông Cửu Long. Vâng, chúng tôi xin thành thật cảm ơn giáo sư.